Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Chắc hẳn là khi chơi game, ngoài mấy chỉ số công HP thủ ra thì anh em còn thấy một dòng chữ nhạy bén ở đây. Và anh em chả biết nó để làm cái gì. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho những anh em tuân thủ cái chỉ số nhạy bén đấy, nó cái công dụng như thế nào và nó có quan trọng hay không. Thì để hiểu đơn giản á, thì cái chỉ số nhạy bén đấy giống như anh em chơi một ván bài và trên tay anh em nào mà có 3 bích thì anh em đấy được đi trước, đúng không? Thì tương tự như thế, nếu như mà anh em nào có chỉ số điểm nhạy bén này cao hơn thì sẽ được đánh trước ở trong PK. Ví dụ như nhạy bén của mình là 9.800 mà nhạy bén của đối thủ là 10.000 thì chắc chắn là đối thủ sẽ được đánh trước rồi. Và cái này thì cực kỳ là quan trọng luôn anh em nhá. Đặc biệt là những anh em nào mà xài MPS gọi là ứng lòng với khả năng one shot one kill thì lật kèo giao tranh cực kỳ khủng khiếp luôn. Ở trong server của mình thì có bạn Vô Cực Tử. Bạn này thì cũng chơi game cùng với mình ở thời gian đầu tiên, bởi vì là bọn mình cũng chung bang, nhưng sau đó thì mình cũng có nhảy sang bang khác, thì cho nên là rất tiếc là không đồng hành cùng bạn này nữa. Thì bạn này chơi cũng khá là hay. Ở những video trước thì nếu như anh em để ý, trong khi mà mình đi đấu pháp mình vẫn đánh thắng với bạn này bình thường. Nhưng ngày hôm nay thì khi mà mình nhận thấy là cái chỉ số nhạy bén của bạn đấy build đã cao hơn mình khá khá 10k7, thì bạn Vô Cực Tử này chơi cũng build phái né giống như mình luôn nha. Ôi nhưng mà trang bị bạn đấy ngon nhỉ. 3 sao này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 món từ 3 sao trở lên, ui, đỉnh nhẽ. Để mình xem trang bị của mình thế nào. Hả? Cái gì thế này, toàn 2 sao, 1 sao, đen thế nhỉ? Nhưng thôi không sao. Phần trăm né của mình thì đâu đó nó chỉ có là 271% thôi. Còn đâu chỉ số của bạn Vô Cực Tử đấy như là phải trên 300% rồi thì phải. Nghe vẻ là căng thẳng hơn. 312% rồi, đồ bạn đấy nhiều sao khác. Khá là ngon, nhưng mà em ứng long của mình thì lại nhiều sao số hơn bạn đấy. Các bạn đấy thì có con cường hóa linh thú, level 10 nhá. Quách select nhở. Và bạn đấy thì có chơi cái hoàng khí là sẽ miễn dịch hiệu quả đóng băng nha. Rồi giờ mình sẽ đi chiến đấu bạn đấy một chút để cho anh em xem cái hiệu quả của cái nhạy bén nó khủng khiếp như thế nào nha anh em. Ồ, mình thấy bạn đấy không ta? Đâu rồi? Ok. Hảo ơi. Đây, mình sẽ đi chiến đấu nha. Bạn đấy cũng 2,8 ức rồi. Đấy, anh em có thể nhìn thấy là bạn đấy được đánh trước hoàn toàn luôn. Rồi, để tốc độ x2 đi, nhìn cho nó có vẻ là ngon lành hơn chút. Rồi, anh em thấy không? Và khi mà được đánh trước, mặc dù là cả hai ứng long đều one shot one kill cả, thế nhưng mà bạn ấy đánh trước thì tí nữa sẽ có lợi hơn rất nhiều. Tất nhiên là pha này là em kỳ lân của mình là được đánh này, nó kích hoạt cái skill chiêu thức. Tuy nhiên là đánh thử một trận nữa cho anh em xem nha. Đó, nói chung là nó cũng hên xui lắm anh em ạ. Ok. Đó, lúc nào cũng được đánh trước luôn là có lợi thế luôn này. Đấy. Và mình thì không kết liễu nổi gọi là một pha đầu tiên của bạn đấy nha. Ok. Bởi vì bạn đấy thì có cường hóa linh thú level 10. Đấy anh em thấy không? Khi mà nhạy bén cao được đánh trước cái mà lại chơi cùng ứng long nữa thì nó cực kỳ khó chịu luôn. Đó. Đấy là cái điểm quan trọng của cái phần nhạy bén anh em nhé. Còn nếu như anh em muốn build cho cái chỉ số nhạy bén của mình tăng lên thì ngoài những cái thuộc tính ở trong trang bị ở đây đi, thì anh em còn phải build trong cái huyết mạch thiên tiên này nữa. Nếu như level huyết mạch thiên tiên của anh em càng cao thì cái chỉ số nhạy bén ở mỗi cái viên đá anh em nhận được càng nhiều. Ví dụ như cái viên này của mình là có nhạy bén cộng 400 này. Đó, anh em cứ rình viên nào mà có nhạy bén thì anh em giữ lại, còn những viên nào mà không có nhạy bén thì anh em bỏ đi. Quái, mình có mỗi viên cộng nhạy bén ạ. Chết. Đây thì anh em có thể để ý luôn bạn Vô Cực Tử này. Bạn này thì huyết mạch tầng 22 và điểm nhạy bén cộng được ở trong cái phần huyết mạch thiên tiên này là 1926. Trong khi đó thì cái điểm nhạy bén của mình, ôi giời ơi, hơi cùi tí anh em nha. Đây, chỉ cộng có 400 thôi. Đấy, thành ra là sẽ đánh sau ở trong giao tranh. Thì đó là một số những cái lưu ý liên quan đến nhạy bén. Thì anh em cố gắng là master được cái chỉ số này để giành lợi thế trong giao tranh nhá. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều mẹo chơi kiểu yêu tầm đạo mới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.